các bạn đến tin nhanh 247. Độ bô có âm thanh lớn sẽ bị phạt từ 58 triệu đồng, thậm chí là 5 năm tù giam. Đối với nhiều biker, đại sổ những cái chiếc phần có nhỏ đến những chiếc phần có lớn đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, với bô riêng trên xe không làm phấn khích cho những tay chơi, và có lúc chơi bô độ đã hình thành để cho ra âm thanh quy lực hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến các bạn phải bỏ ra một số tiền phạt là hơn 58 triệu đồng, hay thậm chí là 5 năm tù giam. Việc dùng cái bô độ cho âm thanh lớn hơn từ những chiếc phần có nhỏ đến những chiếc phần có lớn ở đất nước Malaysia đang hình thành rất lớn mạnh. Và mới đây, chính phủ nước này đã đưa ra cái điều luật phạt mới với bất kỳ xe máy, xe mô tô nào độ bô cho âm thanh lớn quá 75 dB với mức phạt lên tới tận 100.000 AM, tương đương là 58,3 triệu đồng nam. Nặng nhất là phải ngồi tù với số năm là 5 năm tù giam để cải tạo. Đây được xem là mức phạt nặng nhất trong bộ luật thay đổi kết cấu xe ở thị trường đất nước này. Từ những chiếc phân có nhỏ đến những chiếc phân có lớn đều có mức phạt là ngang nhau tại Malaysia. Gây bàng hoàng cộng đồng mạng khi đề xuất thay tử xăng A95 thay thế hoàn toàn bằng xăng E5. Xăng 95 hay còn gọi cái tên khác là A95 là xăng có lượng octan cao hơn so với xăng 92, thậm chí là cao hơn xăng E5 vừa mới ra mắt thị trường. Và mới đây, do cái biến động thị trường khi xăng E5 bắt đầu được bán ra nên có cái đề xuất sẽ ngừng bán cái dòng xăng A95 đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Mới đây, trên một tờ báo giấy có đăng những thông tin về cái đề xuất ngừng bán xăng A95 để tạo điều kiện cho xăng E5. Điều này đã trở thành đề tài tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Và như mọi người cũng biết, nhà sản xuất Yamaha, Honda, thậm chí là Suzuki đang thiết kế những cái chiếc xe có khối động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm xăng hơn bằng việc tăng thêm cái tỷ lệ nén, tăng cái dung tích phân khối và dùng hệ thống phun nhiên liệu điện tử FI. Do cái điều kiện cần là nhiên liệu phải theo chuẩn, có lượng octan cao để khối động cơ có thể bền bỉ hơn. Và xăng 95 là cái sự lựa chọn hàng đầu để cho những cái dòng xe mới. Tuy nhiên, sau khi khai tử xăng A92 để thay thế bằng xăng E5, nhiều mẫu xe máy dùng hệ thống FI sử dụng xăng E5 đều gặp nhiều vấn đề. Do đó, có rất nhiều khuyến cáo được đưa ra. Các dòng xe máy mới sử dụng xăng 95 và xăng E5 sử dụng cho những dòng xe đời cũ, tất nhiên là dùng cho bộ chế bọt khí là bình xăng con. Và kết quả sau khi đưa ra thị trường một thời gian, lượng người sử dụng xăng E5 thời gian đang giảm đi và xăng 95 tăng lên. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã không kiếm được cái lợi nhuận và đã đưa ra đề xuất ngừng bán xăng A95 để tiêu thụ xăng E5. Đó cũng là lý do đã tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng. Và vài ý kiến cũng cho rằng ngừng bán xăng 95 chỉ bán xăng E5 đồng nghĩa cho các dòng xe mới cũng phải dùng lại xăng E5. Như vậy đồng nghĩa với việc là tự giết các dòng xe mới và khuyến cáo sử dụng các dòng xe đời cũ. Xe dùng FI sử dụng xăng E5 thì người dùng phải bỏ thêm một khoản chi phí khác như là bảo dưỡng, thậm chí là thay thế hệ thống FI thường xuyên hơn, chưa tính những hư hao khác. Nước bạn đã lên tới xăng A98, còn nước mình sử dụng xăng A95, giờ lại khai tử luôn xăng A95. Chỉ dùng xăng E5 thì đồng nghĩa chỉ có sử dụng xăng A92 mà thôi. Nhiều làn sóng ý kiến cũng đã được đưa ra và có nên khai tử xăng A95 hay không. Các bạn cùng đưa ra ý kiến riêng của mình nhé. Không muốn cảnh sát hồng tham gia giam xe, thanh niên đốt xe để chống đối. Không muốn để lực lượng cảnh sát hồng mang xe về trụ sở, một nam thanh niên ở Tuyên Quang đã đốt luôn chiếc xe máy 50 của mình có giống như chiếc Honda Way để chống đối. Một người dùng Facebook vừa đăng tải một số hình ảnh về một cái chiếc Honda Way đang bốc cháy dội. Dựa vào hình ảnh và cái dòng chú thích thì việc đây xảy ra tại địa phận là Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Có vẻ như không phải tự bốc cháy mà do chủ xe tự đốt. Nguyên nhân là trong khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã chặn phương tiện lại và muốn đưa phương tiện về trụ sở xử lý. Tuy nhiên, thay vì chấp hành yêu cầu của lực lượng cảnh sát thì người chủ xe đã kiên quyết chống đối và đốt xe. Một phần vì muốn chống đối, một phần thì không muốn bị cảnh sát hồng giữ xe. Nhiều người cho rằng có thể nam thanh niên này đốt xe là vì xe không có giấy tờ và đeo biển số giả, do đó phải đốt xe để tránh truy cứu trách nhiệm. Trong khi phần lớn là lên tiếng phê phán những nam thanh niên này
vì không chấp hành hiệu lệnh và yêu cầu của lực lượng chấp hành. Chiếc xe trong cái ảnh trên là dòng xe trang bị động cơ có dung tích là 50cc, nhưng được làm theo cái mẫu xe số của Honda Way. Hiện tại giá của dòng xe này trên thị trường rơi vào khoảng từ 19 đến 23 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với chiếc Way Alpha, mức giá rơi vào khoảng là 18 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.